Lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ 18 thường niên, ngày mùng 5 tháng 8 2021. Lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ 18 thường niên, ngày mùng 5 tháng 8 2021. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ năm đầu tháng. Mỗi ngày thứ năm chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ. Đặc biệt cầu cho các Linh Mục, Tu Sĩ đang dấn thân phục vụ trong các bệnh viện dã chiến, cho các bệnh nhân nhiễm virus corona. Xin Chúa bảo vệ, che chở, gìn giữ các linh mục, tu sĩ và những thiện nguyện viên cũng như bác sĩ, y tá, những người phục vụ cho các bệnh nhân nhiễm virus corona. Giờ đây mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 18 thường niên, bài đọc 150 trích sách Dân số chương 20 câu 1 đến câu 13. Bài trích sách Dân số: ngày ấy toàn thể cộng đồng con cái Israel đến sa mạc Sin vào tháng Giêng, và dân ở lại Kade. Bà Miriam đã qua đời và được chôn cất tại đây. Cộng đồng không có nước, họ bèn tụ tập phản đối ông Môi-se và ông A-ha-rôn. Dân gây chuyện với ông Môi-se, họ nói: phải chi lúc anh em chúng tôi tắt thở trước mặt Đức Chúa thì chúng tôi cũng tắt thở luôn cho rồi. Hay ông đưa đại hội của Đức Chúa vào sa mạc này để làm gì? Có phải để chúng tôi và súc vật của chúng tôi chết ở đây hay không? Hay ông đưa chúng tôi từ Ai Cập lên đây để làm gì? Có phải để đưa chúng tôi vào chốn độc địa này chăng? Đây không phải là nơi để gieo vãi, không vả, không nho, không liệu, thậm chí không có nước uống. Ông Môi-se và ông A-ron rời đại hội đến cửa lều hội ngộ. Các ông sấp mình xuống đất. Bây giờ, vinh quang Đức Chúa hiện ra với các ông. Đức Chúa phán với ông Môi-se: hãy cầm lấy cây gậy và cùng với A-ron, anh người, triệu tập cộng đồng tại trước mặt chúng, các ngươi sẽ ra lệnh cho tảng đá, và nó sẽ cho nước. Từ tảng đá, ngươi sẽ làm cho nước chảy ra cho chúng, và ngươi sẽ cho cộng đồng và súc vật của chúng uống. Ông Môi-se cầm lấy cây gậy ở trước nhan Đức Chúa, như người đã truyền cho ông. Ông Môi-se và ông A-ron triệu tập đại hội trước tảng đá. Ông Môi-se nói với họ: nghe đây, hỡi quân phản nghịch, từ tảng đá này chúng tôi có thể làm cho nước chảy ra cho các ngươi được không? Ông Môi-se giơ tay, lấy gậy đập vào tảng đá hai lần. Nước trào ra lai láng cho cộng đồng và súc vật uống. Bây giờ, Đức Chúa phán với ông Môi-se và ông A-ha-rôn: bởi vì các ngươi đã không tin vào ta để biểu dương sự thánh thiện của ta trước mặt con cái Israel, nên các ngươi sẽ không được đưa dân này vào đất ta ban cho chúng. Đó là mạch nước Meriva, nghĩa là gây chuyện, nơi con cái Israel đã gây chuyện với Đức Chúa, và người đã biểu dương sự thánh thiện của người giữa họ. Đó là lời Chúa. Mình chém lặp lại câu đáp: ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phán các ngươi chớ cứng lòng. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô người là núi đã độ trì ta. Vào trước thanh nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn. Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phan các ngươi chớ cứng lòng. Hãy vào đây ta cúi mình phú phục, quỳ trước tôn nhan Chúa là đấng dựng nên ta. Bởi chính người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân người lãnh đạo, là đoàn chiên tay người dẫn dắt. Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phan các ngươi chớ cứng lòng. Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phan các ngươi chớ cứng lòng. Như tại Meriba, như ngày ở Massa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và giam thử thách ta, dù đã thấy những việc ta làm. Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phan các ngươi chớ cứng lòng. Alleluia, alleluia. Anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tứ thần sẽ không thăng nổi. Alleluia. Mấy chị em nghe tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 16 câu 13 đến câu 23. Matthew 16 13 đến 23. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, còn Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều này, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Từ lúc đó Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, kêu ca cảm ràm phàn nàn trách móc lẩm bẩm sầm si, chúng ta thấy ở đâu cũng có, nhất là khi mà người ta không được như họ mong ước mong muốn. Cho nên mới bảo rằng là không biết đâu mà chiều lòng người. Có khi họ được voi thì họ lại đòi tiên. Có khi họ đứng núi này thì họ lại trông núi nọ. Họ có khi thả mồi bắt bóng không chừng. Cho nên những người mà lãnh đạo, những người mà có trách nhiệm coi sóc đàn chiên, thì thấy rằng là chiên đủ loại, đủ kiểu hết. Người ta bảo Chúa cũng chẳng chiều lòng người được. Chúa cũng chẳng chiều lòng người được. Và điều đó chứng thực trong bài tin lời Chúa ngày hôm nay. Chúng ta nghe bài đọc 1 trong sách Dân Số. Cộng đồng không có nước, họ bèn tụ tập phản đối ông Môi-se và ông A-rôn.
gây chuyện với ông Môi-se, đưa họ vào trong sa mạc. Lúc không có lương thực, thiếu lương thực, họ cũng cảm ràm, đưa chúng tôi vào đây mà chết hay sao? Chúa lại chiều họ, cho manna rơi xuống. Manna chán, họ lại bảo thèm thịt, thèm củ hành, củ tỏi Ai Cập, lại cảm ràm, muốn quay trở về, thà ở Ai Cập làm nô lệ mà có thịt ăn còn hơn ở đây suốt ngày manna chán chết đi được. Chúa lại chiều họ, cho chim cút rơi xuống, có thịt ăn. Rồi đến bây giờ, không có nước lại bắt đầu cảm ràm, kêu trách. Hai ông đưa chúng tôi vào đây để mà chết à? Hai ông đưa tôi vào đây để làm gì? Cái chốn độc địa này chẳng có cái gì cả, không có nước mà uống. Thưa anh chị em, kêu ca trách móc, phàn nàn thì dễ. Nhưng mà ai là người bắt tay vào để mà làm? Ai là người dám đứng ra để mà giải quyết vấn đề? Ai là người dám đương đầu với những cái khó khăn đó? Thường khi gặp khó khăn, người ta bắt đầu kêu trách, cảm ràm, phàn nàn và chống đối. Ít ai nhìn vào cái khó khăn đó rồi hỏi có cách nào để giải gỡ khó khăn đó hay không? Thì gỡ bằng cách nào? Khi mà gặp khó khăn, tôi đi con đường lòng thương xót Chúa suốt 10 năm nay. Những anh chị em thiện nguyện tín thác đi với chúng tôi, khi mà gặp khó khăn, không cho phép ai kêu ca cảm ràm. Ngồi lại, bàn bạc, có cách nào không? Và trên hết tất cả là cầu nguyện. Xin Chúa soi sáng cho con, được biết phải làm như thế nào trong lúc này. Xin Chúa giúp cho con chịu đựng cái khó khăn, cái thử thách này, và giúp chúng con tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa để vượt qua được cái thử thách khó khăn này. Nhiều lần đi công tác bác ái xã hội, đi đến những vùng sâu vùng xa, khó khăn thử thách, có khi thì đi bộ cả mười mấy cây số, ban đêm 12 giờ đêm, đi từ đầu kênh đến cuối kênh 12 cây số, mà đi đường bờ ruộng tối mịt. Có khi thì lên ghe chở hàng vào, đi với người, với ghe, nhưng mà nó nặng quá, nó gần chìm, lại phải hy sinh là người đi bộ để nhường cái ghe đó cho lương thực, nó không bị chìm, không bị ướt, để mai có thể phát cho dân. Có khi thì đến nơi người ta không cho phát, lại phải đi chui vào trong rừng, phát xong đi ra bị bắt làm biên bản. Có khi đến nơi thì chính những vị mục tử thấy người ta đến đông quá, bỏ, không có nhà, để chúng tôi đến tự làm gì, muốn làm gì thì làm, không biết làm như thế nào. Có nơi thì đến chính vị ấy mời chúng tôi đến giúp, mà khi đến nơi thì lại không cho, không cho làm, không cho giúp. Có nơi thì đến giúp, họ đứng họ nhìn, không ai đụng đậy gì cả. Cho nên có những khó khăn thử thách, chúng tôi tập bài học ở trong sách Dân Số, trong sa mạc. Gặp khó khăn là tuyệt đối tập, tuyệt đối không có anh cảm ràm, cha ơi biết vậy thế này thế kia. Tất cả chúng ta đã bàn bạc, đã tính toán, đã lên chương trình kế hoạch như thế, mà đến giờ cuối có những khó khăn trục trặc nó xảy ra thì không trách ai cả. Xin Chúa cho con được đón nhận cái thử thách này và khôn ngoan sáng suốt để giải gỡ, giải quyết nó như thế nào. Giải gỡ theo đường lối của Chúa, chứ giải gỡ mà theo đường lối thế gian tự nhiên thì quá dễ rồi. Ôi khó khăn rồi thôi đi về, thế là xong. Không cho thì thôi, không cho phát thì thôi, cạch đến già, mang đồ về. Nhưng mà nghĩ đến người nghèo họ bị thiệt thòi. Chỉ một người đầu giờ tính, giờ khó tính, khó nết, không biết điều mà mình giận, mình tức, để cho cả ngàn người dân đang là thèm khát, đói khát, thiệt thòi sao được.
nhẫn nhục, cắn răng nhẫn nhục, chịu nhục, năn nỉ để được phát. Rồi không cơm nước, không gì cả, lặng lẽ ra về, không một lời cảm ơn. Thì những em nào mà đi vào cái con đường lòng thương xót Chúa, cứ nói cho con hăng đi tham gia phục vụ, tôi nói liệu có chịu nổi thử thách hay không. Đừng thấy mấy tấm hình hay là mấy cái video đưa lên để cho người ta thấy công việc mình làm, hoặc biết rằng người ta đóng góp thì biết rằng mình có làm. Chứ nhiều khi không thấy thì bảo sao đóng góp mà chả thấy gì cả. Chỉ như thế thôi. Chứ chẳng nhằm mục đích để mà phô trương, để mà khoe lên làm gì. Mà thấy vậy đừng có tưởng là như vậy. Những nụ cười đấy, nhưng mà mồ hôi, nước mắt, có khi cả máu phải đổ ra. Đau đớn, tủi nhục lắm. Thì có những người càm ràm và cuối cùng họ bỏ hết. Tôi nói càm ràm thì chịu, không tham gia được đâu. Tôi phải tập. Thì Chúa cũng phải nổi giận vì cái dân này. Nhưng mà giận thì giận, mà thương thì thương. Giận thì giận, mà thương càng thương. Thương nó và chiều nó, để uốn nắn nó từ từ. Và cái người lãnh đạo là người phải chịu trách nhiệm nặng. Phải đứng giữa, gọi là trên thì búa, dưới thì đe. Dân thì càm ràm kêu ca trách móc. Đến với Chúa thì làm sao phải chọn niềm tin tưởng vào Chúa. Chúa chỉ cần mỗi cái niềm tin vào Chúa, để Chúa dẫn dắt, để Chúa ra tay. Theo cách thức của Chúa, lúc nào và như thế nào, mình không biết được. Mà mình đứng giữa, Chúa chưa ra tay thì dân nó kêu ca, nó chống đối. Mà bây giờ mình cứ đòi Chúa phải ra tay, Chúa bảo giờ ta chưa đến thì sao? Chúa là chủ chứ đâu phải mình là chủ. Chúa đâu phải là người để mình sai vặt, để cứ nói cái gì phải làm theo cái đó. Cho nên người đứng đầu cũng khổ. Môi-se lãnh đạo. Và chính những lúc bị thử thách như vậy, cái người đầu, người lãnh đạo đó cũng chao đảo. Dân thì không nói gì rồi. Dân thì ba phải rồi. Dân thì cái gì mà được ý thì hoan hô, mà không vừa ý thì đả đảo. Đừng có chạy theo dân. Nay họ thế này, mai họ thế khác. Biết đâu mà chiều họ được. Có khi nay họ thích rồi mai họ lại không thích. Mới đủ được mana, đói là mừng chết rồi. Nhưng mà lúc mà ăn no rồi bắt đầu lại chán, lại có đòi thịt. Thế thôi. Lúc ở trong Ai Cập làm nô lệ thì khổ, kêu ca xin Chúa giúp con khỏi cảnh nô lệ này, rồi đi đâu cũng được, biết là khỏi Ai Cập, để khỏi nô lệ. Đi ra khỏi Ai Cập rồi, lúc mà không có thịt ăn, ở trong sa mạc lại nhớ đến củ hành, củ tỏi nước Ai Cập ngày xưa, muốn quay trở về. Bây giờ cũng vậy. Và ngày hôm nay những người đi theo Chúa, chúng ta đang chịu đựng một cái thử thách lớn nhất trên toàn thế giới, đó là virus corona. Nhiều người chịu không nổi, có người đã tự tử, có người tuyệt vọng, có người bỏ đạo, có người mất đạo, có người mất đức tin. Vì thấy những người thân của mình cứ nằm xuống, đem đi cách ly, 2 ngày thì trở về một cái hũ tro, không một ai được ở bên cạnh, lúc qua đời. Công lao mình làm suốt bao nhiêu năm nay, mấy chục năm dành dụm chất bóp, có 2 năm Covid là tiêu tan hết sự nghiệp. Có khi có 2 tháng thôi cũng đủ tiêu tan sự nghiệp rồi. Cho nên là đây là lúc mà chúng ta đang được Chúa thử luyện, được Chúa thử thách. Ai bền đỗ đến cùng mới được cứu thoát. Chính Môi-se và Aaron cũng còn bị chao đảo đức tin mà. Đã được đối diện với Chúa, đã được thấy Chúa, đã được nói chuyện với Chúa, đã được nghe tiếng Chúa, đã được chứng kiến biết bao nhiêu phép lạ rồi. Ấy thế mà trong một giây phút áp lực của người dân kia, trước mắt là một cánh đồng hoang và người dân đang kêu ca phản đối, chống đối, càm ràm, trách móc với một Thiên Chúa đầy quyền năng mà đang ẩn mình, mà đang thinh lặng. Mình có kiên trì lạy Chúa, con tín thác vào Chúa giữa lúc này hay không? Và cái người được hưởng biết bao nhiêu là những ân huệ từ Thiên Chúa, được đối diện với Chúa, được thấy Chúa, được thấy nghe tiếng Chúa và khuôn mặt mình gặp Chúa thì tỏa sáng lên đến mức độ mà phải che khăn lại, người ta không dám nhìn. Vậy mà đến lúc này đây, giơ gậy lên đập vào tảng đá này đi, nước sẽ chảy ra.
đập một cái không biết có chắc ăn hay không. Nỡ đập một cái mà nước nó không chảy ra, chắc như nó đập đầu mình chết. Thôi, đằng nào cũng đập, đập hai cái cho chắc ăn. Thế là Môi-se đập hai cái. Nước chảy, tràn lan. Nhưng mà Chúa nói, bởi vì ngươi đã không tin vào ta để biểu dương sự thánh thiện của ta trước mắt con cái Israel, nên các ngươi sẽ không được vào đất ta ban cho chúng. Vì ngươi đã đập tảng đá đến hai lần. Chúa là đứng nhiều lòng thương xót, nhưng cũng rất công bằng, công thẳng. Ai tín thác vào Chúa tuyệt đối không còn sợ gì. Nhưng nếu mình nghi ngờ quyền năng lòng thương xót Chúa, coi chừng mất hết tất cả. Phêrô ngày hôm nay cũng thế. Vừa mới tuyên xưng thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống, vừa mới được Chúa khen: này Simon, con Suna, anh là người có phúc, không phải phàm nhân, mà khả như là cha của thầy đứng ngự trên trời. Vừa mới được khen như thế, vừa mới được tuyên dương như thế. Ấy vậy mà khi gặp thử thách là cũng chùn chân chùn bước. Khi mà Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy, thì Phêrô kéo riêng Chúa ra và trách Chúa: trời ơi, xin Thiên Chúa đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Bây giờ mà thầy nói như vậy, dân nó không có theo thầy nữa đâu. Theo thầy mà thấy thầy chết rồi thì bị thôi không được đâu. Thầy đừng nói như vậy, việc cứ nói về vinh quang, nói về, về sống lại phục sinh. Dân nó đang mong chờ thầy tỏ vinh quang nó ra, và nhất là mong nước Israel này thoát khỏi ách đô hộ của người La Mã, rồi dân được thái bình, thịnh vượng, hùng vân vân, gì đó phấn khởi. Thầy Chúa Giêsu không để cho Phêrô cám dỗ. Người đầu đôi khi mình cũng dễ bị người dưới cám dỗ. Thôi đừng có làm kiểu này khó lắm, kiểu kia dễ hơn, chắc ăn hơn. Đó là mình chạy trọt, đó là mình đút lót, đó là mình kiếm chỗ quen biết, kiếm chỗ dựa lưng, kiếm chỗ chống lưng. Đi cái con đường này, làm con đường này, phục vụ này chẳng có, người ta không biết điều đâu. Thôi, thầy đứng làm vậy, cha đứng làm vậy, anh đứng làm thế, mình cầu nguyện cũng vừa vừa thôi, cầu nguyện quá nó mệt mất sức rồi, nhóm mình nó cho nó ăn đi, lễ thì phải có lạc, phải có tiệc tùng nó to to một tí cho nó phấn khởi, rồi phải rước sách cái linh đình để người ta thấy cái hội mình tổ chức to vậy nó còn đi vô hội chứ. Thấy cái hội mình mà cái nhóm mình mà cứ suốt ngày đi hót rác, với lại suốt ngày đi vào những cái vùng dịch Covid rồi lây lan rồi bất ái, rồi cứ làm âm thầm thì chẳng thấy dương tên, chẳng thấy người ta biểu dương gì cả. Thôi, nhiều lúc mình bị người dưới cám dỗ như vậy đấy. Và ngay cả linh mục chúng tôi cũng dễ bị cám dỗ là chiều dân thôi, nó thích cái gì thì chiều nó, chứ cứ bắt nó đọc kinh, cứ bắt nó tuần này cửu nhật với lại tĩnh tâm với chầu, nó chán lắm. Phải tổ chức kiệu rước sách linh đình, rồi là biểu diễn văn nghệ, rồi là thi đua, rồi làm nhà thờ cho nó to, nó đẹp hơn nhà thờ khác, rồi tượng đài các thứ mình cũng phải làm cho nữ hàng đọc thế này thế kia. Chúng tôi cũng bị cám dỗ bởi cái đó, và cái đó thích thật chứ không phải là không. Ai mà chẳng thích hơn người khác, ai mà chẳng thích nổi, ai mà chẳng thích được nhiều người biết, ai mà chẳng thích ăn ngồi mát ăn bát vàng. Đâu mà ngồi đất ăn bát mẻ, ai mà thích đâu. Nhiều lúc tôi cũng bị cám dỗ, thôi bây giờ Covid như vậy thì không có được đi đâu, thôi ở nhà nghỉ cho nó khỏe, ngồi xem phim, rồi coi tivi, bao nhiêu Olympic không chịu coi, rồi Euro cũng không chịu coi, rồi bao nhiêu cái chương trình hay, cứ cắm đầu cắm cổ, từ sáng, 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm, làm cái gì, được ích lợi gì đâu.
chẳng có ai nghe đâu, thôi dẹp hết đi. Rồi những cái cám dỗ nó đến như vậy. Và chúng ta dễ bị trào đảo lắm. Môi-se đã bị trào đảo, đập gậy 2 lần. Nghi ngờ quyền năng lòng thương xót Chúa. Và Chúa Giê-xu nói với thánh nữ Faustina rằng là lòng tín thác của con càng mạnh bao nhiêu thì ơn ta càng xuống cho con nhiều bấy nhiêu. Rất tiếc là có nhiều người họ nghi ngờ lòng thương xót của ta. Có những người lòng chai và đá, họ đã thấy biết bao nhiêu điểm thiên yếu lạ, biết bao nhiêu phép lạ ta làm, mà họ vẫn không tin vào quyền năng lòng thương xót. Vẫn không tin, vẫn chống đối. Vẫn chống đối. Và nhiều khi ma quỷ nó cũng cám dỗ Faustina như vậy. Thôi mày cứ làm một nữ tu bình thường đi. Đừng nói về lòng thương xót Chúa thì tao không có làm khó dễ mày nữa. Mấy chị em sẽ hiểu cảm thông và mọi cái rất là dễ dàng cho mày. Mày cứ nói về lòng thương xót Chúa để cho bao nhiêu linh hồn nó quay trở lại là mày lấy hết của tao rồi, không được. Nha, tao nói cho mày nghe như thế. Và cha Sopoko, cho linh hướng của Faustina cũng bị cám dỗ như vậy. Đến mức độ mà Faustina phải nói với Chúa rằng là Chúa chọn trai làm lòng thương xót mà sao để cho trai khổ quá như thế. Đủ mọi thứ khó khăn, chống đối là sao? Chúa nói những chống đối như vậy thì mới là đúng đường của ta. Còn mà được mọi người tung hô, được mọi người đưa lên kênh, được mọi người là súng lại để mà tung hô, rồi súng lại cầu cạnh, rồi thì mình là nhân vật VIP, very important person, nhân vật quan trọng, đi đến đâu cũng được tiền hô hậu ủng, mọi người chú ý. Đó không phải con đường của ta. Thưa anh chị em, con đường lòng thương xót Chúa là con đường mà Chúa nói là con đường đau khổ. Mà càng đau khổ thì là đúng đường, và càng đau khổ thì càng gắn bó với Chúa. Mà càng gắn bó với Chúa bao nhiêu thì càng nên giống Chúa bấy nhiêu. Chúa muốn mình đón nhận lòng thương xót của Chúa, chứ không phải là chỉ tôn vinh thôi. Tôn vinh ngoài môi miệng. Không phải tôn vinh ngoài môi, ngoài miệng. Mà bằng cuộc sống của mình. Mà làm sao chứng minh được cái lời tôn vinh là con tín thác vào lòng thương xót Chúa là khi mình gặp khó khăn, thử thách. Khi mình đối diện với những chống đối như là Môi-se. Dân nó chống đối mình thương nó như vậy, sống chết với nó như vậy. Gặp cái gì cũng phải lên nói với Chúa, năn nỉ với Chúa cho nó như vậy. Vậy mà, hở một tí nó chống. Đấy, con đường lòng thương cho Chúa cũng là con đường như thế. Mình đi loan truyền lòng thương cho Chúa, mình làm việc bác ái, mình đi làm chứng cho lòng thương cho Chúa, mình có làm điều gì sai quấy đâu. Mà cũng bị chống đối, cũng bị chê trách, cũng bị gièm pha, cũng bị đủ mọi thứ, điều tai, tiếng nọ, đủ thứ. Thì nó, ma quỷ nó cũng cám dỗ thôi. Đó, con đường lòng thương Chúa là con đường như vậy. Đừng có đi nữa ông Long ơi. Ông cứ vớ va, vớ vẩn. Bao nhiêu anh em người ta ngồi chơi sướng, tỉnh, khỏe, đẹp. Mình thì cắm đầu, cắm cổ, làm lầm, lũi lũi, làm trái được cái gì. Vớ va, vớ vẩn. Đấy, thưa anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong ngày hôm nay xác tín được rằng là lạy Chúa, xin cho con đi vào đường lối của Chúa, vì tư tưởng của con không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà của loài người, những suy tính thiển cận của chúng con, những mưu cầu danh lợi, những mưu mô tính toán, những đường lối dễ dãi thoải mái chỉ là của loài người, không phải là của Thiên Chúa. Xin cho con được tuyên xưng Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót bằng cuộc sống của chúng con, nhất là những lúc khó khăn thử thách, đặc biệt là trong hoàn cảnh mọi người đều lo sợ, hoảng sợ và bị đe dọa bởi virus corona này. Xin cho chúng con tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Ta cùng thinh lặng chuẩn bị tâm hồn rước Chúa một cách thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lây Chúa trong linh hồn con.
song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đang ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Chúa đặt tay trên con, cho con thêm sức mạnh, vượt thắng muôn cõi đời.